từ thế cổ thì cứng nhắc này nè, rồi mềm mềm cái ổ lại đó. Rồi cứng nhắc ha, rồi đây mày cổ xong cứng nhắc vậy không, rồi cổ ở đây rồi tới đây rồi. Rồi mọi người thấy cổ thì cứng nhắc này nè, rồi mềm mềm cái ổ lại đó, rồi được rồi đó, ô cũng ngon này. Rồi đây thì quay vòng lại đây này, giờ thì vòng bên kia rồi, tay vô vòng lên rồi thôi được rồi. Mềm người đó mềm thì mềm mềm. Rồi hay quá, mềm xuống. Rồi nằm thẳng ra đi. Rồi cho nằm sấp quay mặt lên kia. Rồi quay lên anh hai chân xuống. Rồi xuống. Rồi dứt. Dứt. Rồi. À, bây giờ nghe sao? Điểm lời khác phải không? Khác phải không? Rồi, đây nè. Thấy không? Bây giờ ngã ra mọi người nhìn cái cổ nha. Rồi, kia ra đi. À, còn cứng chút phải không? Còn cứng chút. Còn cứng. Còn cứng. Qua đây. Còn cứng. Oh. Ok, mềm mềm. Mềm mềm. Mềm chút. Mềm. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng. Rồi. Rồi nghiêng cái đầu ra. Rồi đó. Rồi sáng nghiêng đi. Rồi nghiêng. Rồi. Qua. Nghiêng rồi qua. Ok. Ôi trời, nó tự động luôn. Bây giờ có rồi em. Rồi thấy sao? Nhẹ. Nhẹ em biết vậy đi. Rồi. Bây giờ vòng tay cho thiệt ngon lại đi. Cho ta thấy sướng. Rồi cái kia luôn. Đó. Lần qua lên. Đưa lên hai cánh chập lại nha. Đó. Vậy đó. Ồ. Đó, này tập yoga con này. Ok. Đó, ok. Hốp đi anh em. Chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0326811258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.